Chương 3. Cái anh chàng sáng chế ra trò chơi điện tử này hẳn là thiên tài. Đột nhiên rồi, trò chơi này trở thành phổ biến ở cả xứ Đài Loan. Từ siêu thị, công ty bách hóa đến cửa hàng ăn, đâu đâu cũng thấy. Để ít ra là một hai bàn trò chơi điện tử để khách được giải trí thoải mái trong khi chờ đợi. Phạm vi chiếm chỗ của chúng cũng không lớn, chỉ có một chiếc bàn nhỏ, tivi, máy thu gọn cả trên bàn. Người chơi có thể chọn trò chơi từ bắn đĩa bay đến chim thần, bóng ma, ông ruồi, rồi ngồi một chỗ, bấm cái nút để bắn phá hay tránh né đòn của đối phương. Sử dụng vừa cái đầu lẫn cái tai, vừa giải trí vừa trút được hết những cơn muộn phiền bực tức. Đó là quân thù, là đối thủ, đó là mơ ước không đạt được, đó là nỗi bất đắc chí, đó là kẻ phản bội, rớt một chiếc đĩa bay tượng trưng cho đối tượng mình muốn loại bỏ. Mỗi lần chơi có thể là 3 chiếc quả tiễn, hạ được 3 chiếc quả tiễn đó, coi như trò chơi đã kết thúc. Vậy mà chỉ tốn có 5 đồng bạc. Vì vậy, đây là một trò chơi rẻ tiền lại tiện lợi đủ thứ. Tối hôm ấy, quán cà phê Thung Lũng Chiều lại không được đắt khách lắm, trời mưa lất phất. Trong cái không khí này, người ta lại thích quây quần ở nhà hơn. Mấy chiếc bàn chơi điện tử của quán chỉ loe ngoe vài người chơi, nhưng ở một góc bàn nhỏ, ít người để ý, vẫn có một cô khách quen thuộc, đó là Phương Trúc. Cô gái đang chơi trò bắn chim lửa. Cuộc chơi kéo dài đã hơn tiếng đồng hồ. Đơn vị của trò chơi mỗi lần là 50 con chim lửa. Nếu hạ được hết thì lại có 50 con khác xuất hiện. Nhưng lần này chúng quỷ quyệt hơn, xuất hiện với tốc độ nhanh hơn và ở những phía khác nhau. Trò chơi như vậy kéo dài, càng lúc càng gây go căng thẳng. Một cuộc đấu trí sôi nổi và người tham dự không có thời gian đâu để nghĩ ngợi đến chuyện khác. Phương Trúc nghĩ là tay phát minh ra trò chơi điện tử này không hẳn chỉ là một thiên tài khoa học thôi, mà còn là thiên tài về nghệ thuật. Bởi vì trên màn ảnh nhỏ kia, những cánh chim lửa xuất hiện với đủ loại màu sắc hài hòa, sắp xếp đội hình theo những kiểu khác nhau, xuất hiện ở những phương hướng kỳ hạ đặc biệt. Mỗi cảnh là một bức họa, đôi lúc vừa bắn phá vừa ngắm nghía biến pháp và tốc độ. Nhiều lúc Phương Trúc kinh ngạc, Phương Trúc phải bấm nút để cho nó dừng lại. Ốc điện tử có khác, những người đã sáng tạo ra ốc điện tử còn khiếp hơn. Tối nay đúng ra Phương Trúc đã đến đây không phải một mình, mà còn có Phương Bình và Thi. Nhưng vào phút cuối thì lại đổi ý muốn xem phim, mà cuốn phim đó thì Phương Trúc và bạn bè đã xem qua rồi. Thế là Phương Trúc đến đây một mình. Thật ra đây cũng là một sự tính toán. Phương Trúc thấy ngay từ đầu, đi chơi mà hai đứa con gái với một người đàn ông sẽ lạc lõng làm sao. Phương Trúc không hề đặt thành vấn đề, vì Thi đối với Phương Trúc không có một ấn tượng đặc biệt nào, chỉ là một người bạn với Phương Trúc. Đôi lúc nàng lại thấy cô đơn lại là một cái thú. Ta có thể ngồi đây nghĩ vơ vẩn, buồn vẩn vơ, không ai quấy rầy, có thể thả hồn quanh khung cửa sổ, đến với áng mây, với đồng cỏ, với những cảnh hoang vu của núi đồi, với những nhân vật éo le trong tiểu thuyết. Ta có quyền thương vây khóc mướn với những thứ mình cảm nhận được trong cuộc đời. Suy nghĩ tưởng tượng là của báo, là tài sản của mỗi người, nơi đó ta làm chủ lấy ta, ngoài ra không ai ngự trị. Vì vậy Phương Trúc rất thích cô đơn, mặc dù thỉnh thoảng nàng cũng cảm thấy bực mình, nhất là lúc khi gió lạnh thổi qua sông cửa, khi những cơn mưa bụi bay. Trên màn ảnh đột ngột xuất hiện một cánh chim lớn màu xanh, nó lảo đảo như say rượu, nó đang thẳng xuống. Phương Trúc mắt mở to, tay đã đặt lên nút, nàng chưa bấm vội, nàng đang tìm đôi mắt của chim. Đôi mắt rất đẹp, và ầm, Phương Trúc bấm nút, cánh chim nổ tung. Nhưng đồng thời vũ khí của Phương Trúc cũng bị nổ vì bấm chậm. Cửa quán cà phê Thung Lũng Chiều mở ra, có người bước vào. Chuyện khách ra vào quán là chuyện bình thường, nhưng Phương Trúc cũng nhìn lên. Bất ngờ tim nàng đập mạnh, vì Phương Trúc đã thấy, đã nhận ra hắn, cái anh chàng có đôi mắt hấp dẫn của Sean Connery, Cố Phi Hoàng. Anh ta đã đến đây theo đề nghị hôm trước của Phương Trúc đấy chăng? Đến để tiêu khiển. Cùng lúc đó, Phi Hoàng đã trông thấy Phương Trúc. Mặc dù nàng ngồi ở bàn trong góc, ánh sáng lờ mờ, phòng đầy khói thuốc, nhưng cái mái tóc dài kia, làn da trắng và dáng dấp tư lự kia vẫn là một thứ nam châm thu hút. Hoàng chợt nhớ tới Phi Sang. 10 năm trước Hoàng cũng đã bị thu hút bởi dáng dấp tương tự đó. Quay sang Quân, Hoàng nói, Quân này, chúng ta gặp may rồi, một cô bạn quen mà quý vị cần biết.
Quân cũng đã nhìn ra Phương Trúc. Ồ, tưởng ai, hóa ra cô gái lớn của nhà họ Kỷ. Quân quay sang vợ giải thích. Em có nhớ không, chúng ta đã gặp cô ấy ở nhà ba mẹ, bạn gái của Thi đấy mà. Phượng không nhớ rõ lắm, từ khi lấy chồng, họ sống riêng, thỉnh thoảng chủ nhật mới về thăm ba mẹ chồng, mà chủ nhật thường thì Thi lại không có mặt ở nhà. Có điều qua lời chồng, Phượng biết Thi thường xuyên đến nhà họ Kỷ, vì ở đấy có hai cô gái đẹp như hoa. Cả ba kép đến trước Phương Trúc. Phương Trúc đứng dậy. Nàng cũng nhìn ra hai vợ chồng Quân. Phương Trúc liếc nhanh về phía Hoàng và hỏi, quý vị đến đây để uống cà phê hay là chơi trò chơi điện tử vậy? Hoàng thành thật nói, thật ra thì tôi đến đây cũng mấy lần rồi, nhưng không gặp cô. Lúc đầu nghe cô nói tưởng cô thường đến đây lắm chứ. Phương Trúc nói, cũng thường đến lắm, tôi chỉ đến đây sau giờ tan học, đến với mấy người bạn chung lớp. À, vậy là cô còn đi học trường nào vậy? Đại học Phổ Nhan, sang năm tôi tốt nghiệp. Vợ chồng Quân chọn chiếc bàn cạnh đấy ngồi xuống. Cũng có một chiếc máy chơi điện tử, nhưng Quân không tỏ ra thích thú lắm với trò chơi này. Anh chỉ hỏi, thế hôm nay thì không có đến đây à? Phương Trúc cười nói, anh ấy đi xem phim với Phương Bình, phim Tạm Biệt Em Yêu, tôi thì đã xem qua rồi. À, Quân hiểu ra, vậy có nghĩa là Thi đã lựa chọn. Hoàng cũng nghĩ thế. Sự lựa chọn đúng như nhận xét của Hoàng. Phương Bình bản chất hồn nhiên, xoay xoa dễ hòa đồng. Còn Phương Trúc như một pho sách dày, còn quá nhiều bí ẩn, chưa hẳn thích hợp với bản chất hời hợt của Thi. Hoàng ngồi cạnh Phương Trúc, chàng nhìn lên màn ảnh. Những con chim lửa đang ào ạt lao xuống, và gần như toàn bộ vũ khí của Phương Trúc đã bị nổ tung. Có lẽ vì bận tiếp khách hay vì buồn, tại sao Phương Trúc không tiếp tục trò chơi để màn ảnh bị xóa? Tiếng của Phượng cắt đi tư tưởng của chàng. Nê Hoàng, anh muốn uống gì đây? Hoàng dặn dò hầu bàn. À, cho tôi một ly cà phê đen. Còn Quân, cậu uống trà phải không? Phượng, tôi thì một ly cà chua xay nhuyễn. Phương Trúc uống gì? Phương Trúc do dự một chút. Cho tôi một ly chanh vậy. Phượng nhìn qua, bây giờ nàng mới nhìn kỹ được Phương Trúc. Đẹp, đôi mắt to, cái đẹp liêu trai dịu dàng. Không lẽ cô em đẹp hơn? Tại sao Thi lại bỏ qua một sắc đẹp như vậy? Phượng nhìn Phương Trúc cười nói, thôi cô tiếp tục trò chơi của cô đi, chúng tôi không quấy rầy đâu. Quân nhìn vào màn ảnh nhỏ trước mặt mình. Trò chơi điện tử này là bắn ông. Anh chàng tò mò, ồ, cái này chơi làm sao đây? Hoàng nói, đầu tiên anh đổi 5 đồng, rồi lấy 1 đồng tiền kẽm bỏ vào máy. Anh sẽ nhận được 3 tên lửa. Với số tên lửa này diệt được hết lũ ông, anh sẽ được 7.000 điểm và được tặng thêm 1 tên lửa khác. Nào, để tôi chơi thử cho anh xem. Thế là Hoàng lấy trong túi ra mấy đồng tiền kẽm. Quân ngồi một bên. Hoàng bắt đầu trò chơi. Hù hù hù, tên lửa bắt đầu bắn. Từng con ong nhỏ xuất hiện, bị nổ tung biến mất trên màn ảnh. Nhưng những con khác lại xuất hiện. Hoàng phải bắn một cách liên tục, rồi phải biết cách dời tên lửa để chống lại sự phản kích của bầy ong. Cứ như vậy Hoàng bắn, những bầy ong khác lại xuất trận. Phượng ngẩn người ra xem. Cuối cùng một con ong chúa màu vàng và hai hộ vệ màu đỏ hiện ra. Bọn này rất tinh ranh, né tránh rất tài tình, lại phản kích rất giỏi. Kết quả tên lửa không né kịp bị nổ tung. Vậy là trò chơi chấm dứt. Hoàng được 17.000 điểm. Phương Trúc nãy giờ theo dõi, đợi Hoàng chơi xong, nàng nói, xem anh chơi là biết ngay, anh cũng không xa lạ với thú tiêu khiển này lắm. Hoàng nhìn Phương Trúc hỏi, nếu là cô thì cô sẽ được khoảng bao nhiêu điểm? Phương Trúc vừa nghịch những đồng tiền kẽm trên bàn vừa nói, cái đó cũng không nhất định, vì với trò chơi này vừa phải lanh lợi nhạy bén đối phó, phải thao tác nhanh, nhưng đồng thời cũng giữ một phần trên mây rủi mới có điểm cao được. Phượng tò mò, cô Phương Trúc, cô vào chơi thử tôi xem. Vâng, để tôi thử xem nhé. Phương Trúc nói và ngồi vào bàn, bắt đầu cuộc chơi. Hu hu hu, những viên đạn bắn ra liên tục, không có viên đạn nào không trúng đích. Và cuối cùng con ong chúa màu vàng lại xuất hiện với hai vệ binh. Phương Trúc sử dụng nút bấm một cách thành thạo, nàng tung cả một cơn lửa đạn lên màn hình. Đầu tiên giết chết hai vệ binh đỏ trước, sau đó mới tới con ong chúa màu vàng. Liền đó, trên màn ảnh nhỏ xuất hiện thêm số 800. Phương Trúc giải thích, nếu chúng ta giết chết hai con đỏ trước rồi mới giết tới con vàng sẽ được tặng thêm 800 điểm. Chỉ có cách này mới đạt được số điểm cao thôi.
Phượng nói, nhưng như vậy nguy hiểm lắm, vì con ông chúa màu vàng vừa xuất hiện là ném bom liên tục rồi. Phương Trúc nói, vâng, vì vậy ta phải mạo hiểm. Cái người phát minh ra trò chơi này, họ nắm rất vững cái tâm lý sợ chết của người chơi. Người chơi sẽ giết con ông chúa trước để trừ mối nguy hiểm, nhưng như vậy sẽ khó tránh khỏi sự tấn công cùng lúc của hai vệ sĩ màu đỏ và sẽ bị thua ngay. Bên cạnh đó, kẻ sợ chết thường lại tham lam, kết quả là khó đạt được một mục đích cuối cùng. Phương Trúc vừa nói, vừa không ngừng tay nhấn nút tấn công lũ ông trên màn ảnh nhỏ. Bây giờ nàng đã đạt được 7 lá cờ. 7 lá cờ đỏ xuất hiện trên một góc màn ảnh nhỏ trông rất đẹp. Phương Trúc đi đến một kết luận bất ngờ. Đây là một trò chơi tàn bạo, căng thẳng chết chóc, nhưng cũng phải chạy trốn. Một thứ trò chơi đầy mạo hiểm, giống như cuộc đời của con người, phải không anh Hoàng? Hoàng tròn mắt nhìn Phương Trúc, một chút bối rối pha lẫn ngạc nhiên. Chàng không thể hiểu người con gái đang ngồi trước mặt mình định ám chỉ ai, định ám chỉ một điều gì. Nhưng với nụ cười, Phương Trúc lại tiếp tục trò chơi, nàng tỏ ra hết sức bình thản. Mỗi lần chơi trò chơi này, tôi lại cảm thấy như không phải mình thao túng nó, mà mình như bị nhập cuộc, bị đẩy vào một hoàn cảnh phải ứng phó. Bởi vì cuối cùng, lúc nào lũ ông cũng là kẻ chiến thắng, chứ không phải tôi. Phương Trúc tiếp tục nói, nhưng mà dù thế nào tôi vẫn thích trò chơi này. Số điểm thu được nó tạo cho tôi có cảm giác mình đã tạo lập nên thành tích. Mặc dù cuối cùng rồi cũng thua, nhưng lại cảm thấy thật mãn nguyện. Cái thua của mình trở nên hết sức anh liệt hùng hồn. Đúng như điều Phương Trúc đã nói, cuối cùng rồi chiếc quả tiễn còn lại của Phương Trúc cũng bị nổ tung. Phương Trúc cười trong lúc trên màn ảnh nhỏ xuất hiện chữ Game Over với số điểm là 48.000 điểm. Quân có vẻ thích thú nói, ồ, chơi cũng dễ quá, để tôi đi đổi một đồng kém. Nhưng trò chơi này cao điểm nhất là bao nhiêu? Phương Trúc đáp, nghe người ta nói có người đạt đến 300.000 điểm. Tôi thì chưa tin, bởi vì lần cao nhất tôi chỉ đạt được có 70.000 điểm thôi. Hoàng trừng mắt, 70.000? Vậy là cô phải bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Phương Trúc cười, đứng dậy bỏ về bàn riêng của mình. Nàng cầm ly nước chanh mà hầu bạn vừa mới mang đến, hớp một hớp. Chiếc miệng nhỏ xinh xinh trên khuôn mặt đỏ hồng sau trò chơi căng thẳng tạo cho Phương Trúc cái đẹp dịu dàng. Coi như tiêu khiển một chút vậy mà, có những lúc rảnh rỗi quá không biết làm gì nên mới chơi, nhưng rồi đôi khi nghĩ lại thấy mình cũng ngu ngu làm sao đấy, sao lại phải căng thẳng mãi với một chiếc máy không hồn. Phương Trúc ngưng một chút, mắt có vẻ xa vời. Nhưng mà với thời gian rảnh rỗi đó, mỗi người lại có một cách sử dụng khác nhau. Chẳng hạn như anh phải sang tận Ấn Độ để giết cọp, còn tôi vào quán cà phê với những trò chơi điện tử này. Hoàng liếc nhanh Phương Trúc nói, hôm nay tôi thấy cô có vẻ vui miệng đấy. Lần trước gặp cô, tôi thấy cô ngồi im suốt buổi. Ô, vậy à? Phương Trúc chợt giật mình, nàng im lặng suy nghĩ. Quả thật tối nay ta làm sao đấy? Tại sao lại nói nhiều như vậy? Nói hết những gì mà bấy lâu nay giấu trong lòng. Một sự kiện không bình thường, nhất là trước mặt người lạ. Người lạ? Hoàng là người lạ ư? Hình như vậy. Thôi mặc, hắn là gì cũng mặc kệ hắn. Phương Trúc lắc đầu, đột nhiên nàng thấy đỏ mặt nói, hay là tôi với ông chơi trò bắn chim lửa đi, ai thua sẽ phải trả tiền. Hoàng nhìn Phương Trúc, khuôn mặt ửng hồng kia giống như chim lửa. Chàng chợt thấy trái tim nghe như rung động. Cảm giác này chỉ có được khi Vi Sang còn bên cạnh. Hoàng nhìn xuống, trên màn ảnh nhỏ, những chiếc tên lửa của Phương Trúc không ngừng tàn sát những đàn chim. Ở bên cạnh Quân và vợ cũng bắt đầu trò chơi diệt ông. Tên lửa của Quân bị diệt, anh chàng tức tối hét, lại thua, thua mãi. Sao chúng nó dối thế? Chúng đông quá bắn không kịp. Ồ, không được nữa rồi, lại bắn hụt. Chết chưa, lại nổ tên lửa. Phượng nhìn chồng chơi có vẻ bất mãn, ông giỡn quá, chơi dở quá, lại không bình tĩnh, làm gì phải ra sức như vậy. Ông đẩy là cái bàn nước muốn sập theo. Quân tức lý nhìn vợ, cô giỏi thì chơi đi, tôi nhường cô đây. Xem thử khi nhập cuộc, cô còn bình tĩnh được không cho biết. Phương Trúc ngồi bên cạnh nghe hai vợ chồng Quân cãi nhau, không giấu được nụ cười. Chơi trò chơi điện tử là như thế, ít có ai giữ được bình tĩnh. Và trong những lúc như vậy, thì bao nhiêu tật xấu đều lộ hẳn ra. Có người đập bàn chửi thề bực dọc, có khi muốn đá bể cả chiếc máy. Không biết Hoàng trong những giây phút căng thẳng như vậy sẽ phản ứng ra sao. Vì mãi nghĩ nên một chú chim lửa đã sa xuống phá nổ tung một chiếc tên lửa của Phương Trúc. Nàng nhìn vào thang điểm mới có 2.000 điểm.
Chưa bao giờ Phương Trúc lại chơi ít điểm như vậy. Đến lượt Hoàng, anh chàng bắt đầu nhấn nút chính xác. Chỉ một thoáng đã diệt hết 50 chú chim, 1.000 điểm. Vậy là có thể sẽ vượt qua số điểm của Trúc. Trúc nhìn những ngón tay dài của Hoàng, những ngón tay của nhà nghệ sĩ, chứ không phải của hạng người thô tục. Nhưng mà tại sao anh chàng lại lấy tới 3 lần vợ? Một con người quá vô tình, hay là một người đa tình? Chợt có tiếng Hoàng cắt ngang. Cô lại nghĩ gì thế? Tới phiên cô đấy. Trúc đỏ mặt bấm lấy phím điều khiển trò chơi. Cứ thế họ tranh tài nhau suốt 2 tiếng đồng hồ, gần như chẳng phân thắng bại. Sau đấy Trúc nhìn vào đồng hồ, thấy hơn 10 giờ khuya. Nàng nghĩ nếu giờ này mà không dậy thì sẽ bị mẹ cằn nhằn suốt đêm. Trúc quay qua nhìn vợ chồng Quân đang chơi đến đỏ mặt tía tai. Anh chàng có vẻ căng thẳng, luôn mồm hét: "Tức chết đi được, tức chết. Chỉ còn một con mà cũng không bắn được. Này em xem này, có một chút xíu mà cũng bị chúng giết chết. Chúng còn trêu tức mình nữa chứ." Nhìn dáng điệu mê mẩn của vợ chồng Quân, Trúc nói với Hoàng: "Quý chị tiếp tục chơi nhé, tôi phải về. Về khuya quá bị cha mẹ mắng, mệt lắm." Hoàng nhìn vào đồng hồ: "Thôi tôi cũng đi." Phượng lấy chiếc ví trên tay nói với chồng: "Thôi đủ rồi ông à, chúng ta về thôi." Quân chăm chú nhìn lên màn hình: "Không được, tôi phải chiến đấu đến cùng với chúng nó. Tôi phải hạ cho được con ông chúa." "Ê Hoàng, mày có muốn về thì về trước đi." "Ồ mà không được, chết rồi." Hoàng đứng lên nhìn Quân với nụ cười: "Ủa, ban nãy cậu nói đây là trò chơi của trẻ con mà, đừng nói lộn xộn." Quân không thèm nhìn lên, lại bỏ thêm một đồng tiền kẽm vào máy. Hoàng lắc đầu nói: "Cậu xuống dốc cũng vừa thôi, sao lại mê mẩn trò chơi trẻ con như vậy? Cậu về đi, đừng lải nhải làm tôi thua bây giờ." Phượng cười nhìn lên, nhún vai nói với Hoàng: "Ông ấy bị trò chơi điện tử thôi miên đấy. Thôi anh về trước đi, một lúc nữa chúng tôi sẽ về sau." Trúc vừa giả nói với Hoàng: "Ồ, anh cứ ở lại chơi với các bạn, đừng vì chuyện bỏ về của tôi là mất vui." Hoàng nhìn Trúc: "Bấy nhiêu đó đủ rồi, bây giờ để tôi đưa cô về, bên ngoài đang mưa đấy." "Khỏi anh, phiền quá." Hoàng nhìn thẳng vào mắt Trúc nói: "Đó là sự tự nguyện của tôi cơ mà, xe tôi cũng đậu ngay trước cửa thôi." Trúc không phản đối nữa. Bên ngoài quả thật mưa đang to hạt, xe thật vắng, ánh đèn màu lấp lánh trên tấm biển quảng cáo. Trúc và Hoàng đã vào xe, Hoàng vừa nổ máy vừa ngước lên tấm biển màu đỏ. Thung lũng chiều. Cái tên nghe cũng lạ đấy chứ. Có lẽ nó đã được đặt theo tên của một bài hát, có tên Hội Án Mây Chiều. Hoàng có vẻ ngạc nhiên: "Hội Án Mây Chiều, bài hát này lạ quá, nội dung thế nào vậy Trúc?" Trúc suy nghĩ một chút rồi khẽ hát: "Hội Án Mây Chiều, mi đến đây rồi lại về đâu? Hội Án Mây Chiều, mi đã chứng kiến bao cuộc tình tan hợp. Hội Án Mây Chiều, mi đã vì ai mà tỏa sáng, vì ai mà tan đi. Hội Án Mây Chiều." Trúc chợt ngừng hát, có lẽ vì xúc động. Hoàng quay lại nhìn, chợt thấy trong mắt thiếu nữ như có những ngấn lệ. Chàng ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?" Trúc khẽ nói: "Hay để mặc tôi. Thôi thì như thế, mỗi lần đọc một quyển sách hay, nghe một bài hát, một bài thơ hay một bức tranh đẹp, tôi đều hay xúc động như vậy. Vì thế Phương Bình thường bảo là tôi lãng mạn, tình cảm ướt át." Hoàng nhìn Trúc rồi tiếp tục cho xe chạy. "Nhưng đoạn cuối của bản nhạc, Trúc có thể hát tiếp cho tôi nghe được không?" "Để bữa khác đi, tôi sẽ chép nguyên bản cho anh." Hoàng liếc nhanh người con gái bên cạnh, chàng không nói gì nữa, ôm chặt tay lái. Chiếc xe tiếp tục lao tới phía trước. Con lộ trong mưa thật vắng vẻ, không hiểu sao Hoàng lại cảm thấy lạnh. Để hôm khác, Hoàng chợt nhớ đến câu nói vừa rồi. Chàng bỗng cảm thấy có một cái gì đó rung động trong tim, và chàng bỗng cảm thấy sợ. Chàng sợ cái gặp mặt kế tiếp với Trúc.